Đề tiếp theo là đề về carbohydrate. Cái đề carbohydrate này là đề số 02 ở trong cái phần mà sách hữu cơ 12 của chúng mình Berlin ạ. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu là chữa toàn bộ về phần carbohydrate ạ. Nên là rất là mong muốn là tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học này thì giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này cũng như là tất cả các bạn các cháu ở đây với ạ. Ok ạ, cảm ơn niềm cổ vũ của các cháu ạ. Nào các cháu cùng comment đáp án nhé. Nào câu số 1 ạ. Câu số 1 ạ. Câu phát biểu nào sau đây là không đúng ạ? Một ạ, phát biểu nào sau đây là không đúng ạ? Phát biểu nào là sau đây là không đúng ạ? Saccharose có trong mía, thốt nốt và củ cải đường. Cái này đúng chính xác đúng không ạ? Maltose thuộc loại disaccharide, phân tử được cấu tạo bởi hai gốc alpha của glucose. Cái này cũng đúng luôn. Đồng phân của maltose là saccharose. Cả hai thằng man và thằng sac thì đều có công thức là C12H22O11 nên nó cùng có công thức là đều là đồng phân là đúng. Hiểu chưa? Sac thuộc loại disaccharide, phân tử được cấu tạo bởi một gốc beta glu và một gốc alpha group. Cái này là sai. Sac là phân tử được cấu tạo bởi một gốc alpha glu và một gốc beta group. Vậy ở đây chúng ta là phát biểu không đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nha. Rất là dễ dàng ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhé. Nhiều cháu làm bị sai câu này lắm. Ok ạ. Sẵn sàng chưa ạ? Mình sang câu tiếp ạ, câu số 2 ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chú Vinh tag tất cả các bạn và cháu ở đây vậy ạ. Cảm ơn tất cả các cháu nhé. Câu số 2 ạ. Câu số 2, để tráng một tấm gương. Để tráng một tấm gương thì người ta phải dùng 5,4 gram glucose ạ. Để tráng một tấm gương thì người ta phải sử dụng là 5,4 gram glucose nhá. Vậy ạ. À, biết hiệu suất phản ứng là 95%. Thế glucose công thức là gì ạ? C6H12O6 đúng không ạ? 5,4 gram glucose. 5,4 gram glucose chúng ta tìm được số mol glucose ạ. Số mol glucose của chúng ta thì bằng bao nhiêu ạ? Đây ạ, số mol của glucose là 5,4 chia cho 180 thì bằng ạ, số mol đây ạ, bằng 0,03 cả nhà nhìn nó chưa? 0,03 mol. Vậy ạ, số mol glucose chúng ta bằng 0,03 mol. Biết hiệu suất phản ứng là 95%. Vậy đây ạ, 0,95, 95 phần 100 thì bằng là 0,95 mà. Một anh glu thì cho mình ra hai bạt. Được không? Vậy này là 0,03 này, nhân 2 thì bằng 0,06. Chú ý cho chúng mình nhá, thuận nhân nghịch chia, thuận và nhân hiệu suất nhân 0,95. Được chưa? Vậy mình có này. Số mol của bạc là bằng 0,06 nhân 0,95. Được chưa? Được chưa? Được bao nhiêu nhân 108 bằng ạ? Đây ạ. 6,156 gram ạ. 6,156 gram. À vậy là chúng mình thấy là có rất nhiều cháu comment đúng luôn ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 6,156 gram. Ok ạ, hoàn toàn chính xác ạ. 6,156 gram các cháu nha. Nào mình sang câu tiếp theo ạ, câu số 3. Câu số 3. Sac có thể tác dụng được với chất nào sau đây ạ? Saccharose ấy ạ. Saccharose có thể tác dụng được với chất nào sau đây ạ? Nào cả nhà cùng xem là đáp án nào đúng ạ. Saccharose ạ. Phần này mình học trước luôn đi. Nhiều cháu nào chưa biết thì mình học trước luôn nhá. Saccharose có thể tác dụng được với chất nào sau đây ạ? Sac là C12H22O11. Nó vẫn OH đa kề các cháu nhá. Nó vẫn OH đa kề. Nhưng mà nó không có chó nên nó không thể tác dụng được với COH hai lần đun nóng được. COH hai lần đun nóng là nó phải có nhóm chó, nó là chỉ có của bọn glu này. Được chưa? Với bọn man là có thôi. Đây, nhiệt độ thường thì có đúng không? Nhiệt độ thường có, đun nóng là không có. Được chưa? Nhưng mà thằng này không có chó nên không có tác dụng được với bạc. Vậy loại A, loại B, loại C, thằng này cần có chó, thằng này cần có chó và thằng này cũng cần có chó. Được chưa? Vậy ạ, ở đây ạ, nó chỉ có thể thủy phân trong môi trường axit là một này. Thứ hai là tác dụng được với axit trong môi trường H4 đặc để phản ứng este hóa, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? Sac có thể tác dụng được với chất nào? Sac có thể tác dụng được với D nhá. Ok ạ, rất là dễ thôi ạ. Sang câu số 4 ạ. Cả nhà comment xem là đáp án câu số 4 là đáp án gì ạ? Câu số 4 lại là một câu cực kỳ dễ dàng nữa. Câu số 4 một câu cực kỳ dễ dàng và đơn giản dành cho tất cả các cháu ạ. 4 đáp án gì ạ? Cả nhà vui lòng comment đáp án xuống cùng chúng mình với ạ. Xem là chúng ta làm đúng hay làm sai ạ. Dù gì thì mình cũng cùng comment đáp án để buổi học nó thật là vui vẻ hơn. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Các cháu hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây là buổi học free ạ và giúp chúng mình tất cả các bạn các cháu vào đây với ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu. Câu số 4 ạ. 500 ml dung dịch glucose C6H12O6 chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc tiết tủa. Một thằng glu thì cho ông ta hai thằng bạc, đúng không ạ?
Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol bạc nhỉ? 2,16 mà chia cho 108. 2,16 chia 108 bằng. Đây ạ. 2,16 chia 108 bằng 0,02 mol. Cả nhà nhìn thấy chưa? 0,02 mol. Vậy số mol bạc chúng ta là 0,02 mol. Ngay lập tức mình suy ngược lại 0,02 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,01 mol. Được chưa? Vậy số mol của glucose chúng ta bằng 0,01 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được đồng độ nhỉ? 0,01 mà chia cho 0,05. 0,01 mà chia cho 0,05 thì bằng bao nhiêu ạ? Đây mình có này. 0,01 chia 0,05 bằng 0,2m. Được chưa? 0,2m. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 0,2m các cháu nhé. A, 0,2m. Rất rất dễ luôn ạ. Các cháu thấy dễ không? Đây là những câu mà rất hay thi, rất hay có trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia cũng như là đề đại học cao đẳng hàng năm. Nên là các cháu cố gắng cùng làm với chúng mình nhé, để mình cùng nắm được kiến thức ạ. Nào, câu số 5 ạ. Câu số 5 ạ. Cho các phát biểu sau, cho các phát biểu sau, chọn phát biểu đúng là, cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng ạ? Nào, cho các phát biểu sau ạ. Theo các cháu nghĩ thì phát biểu nào đúng ạ? Cái phần này, cái phần carbohydrate là một phần cực kỳ dễ cứu điểm dành cho các cháu. Nên các cháu chú ý nhé, các cháu chú ý ạ. Phần này phần dễ cứu điểm, thế nên là các cháu chú ý là làm thật chắc, nắm chắc từng bài một, được chưa? Câu số 5. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là, những phát biểu nào đúng ạ? Nào xem nào. Bao nhiêu cháu biết là phát biểu nào đúng ạ? Phát biểu nào đúng ạ? Glucose cho phản ứng thủy phân. Glucose là monosaccharide ạ. Monosaccharide thì không có phản ứng thủy phân. Bỏ nhá. Glucose được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột hoặc cellulose. Glucose được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột hoặc cellulose, cái này chính xác. Glucose là monosaccharide. Glucose là monosaccharide. Phân tử có 6 nhóm OH. Glucose là monosaccharide đúng. Phân tử có 6 nhóm OH là sai ạ. À. Phân tử nó chỉ có 5 nhóm OH và một nhóm chó thôi ạ. À. Glucose có tính chất của ancol đa chất giống glycerol, chính xác, bởi vì nó có 5 nhóm OH liền kề nên nó có tính chất của một ancol đa chất giống glycerol, được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ có là các phát biểu đúng là 2 và 4 nhá. Mình có 2 và 4 là phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 2 và 4 là phát biểu đúng. Ok ạ. Dễ dàng đúng không ạ? Rất là ngon lành cành đào luôn. Đấy, các cháu hiểu không ạ? Rất là dễ thôi. Những cái câu này làm bài tập nó rất là dễ, thì các cháu chú ý rằng là cố gắng là ăn chặt điểm cho chúng mình nhá. Nào mình làm sang câu tiếp theo ạ, câu số 6 ạ. Câu tiếp theo, câu số 6 ạ. Dùng 40,5 gam cellulose. Dùng 40,5 gam cellulose và 37,8 gam HNO3. Cellulose C6H12O6. Chúng ta tìm được số mol xe luôn. Chúng ta tìm được số mol xe luôn ạ. 40,5 chia 162 bằng, đây ạ, 0,25 mol. 0,25 mol. Và HNO3 nguyên chất, HNO3 nguyên chất, số mol là 37,8 chia 63. 37,8 chia 63 bằng 0,6 mol. 0,6 mol. Để điều chế cellulose trinitrate thì có thể thu được biết hiệu suất là 85%. 0,85. Điều chế cellulose trinitrat. Vậy ở chỗ này sẽ là gì ạ? À, cellulose là C6H10O5 ạ. Sorry ạ. Tất cả N lần chúng mình bỏ N nhé. Cellulose là C6H10O5 cộng HNO3 nguyên chất. Thì nó thu được C6H7O2 NO3 tất cả 3 lần được chưa các cháu? Nhá. Vậy đây là phải là 3 này. Cộng với lại 3 nước. Chú mình bỏ N đi tính toán cho nó dễ. Ok không ạ? Chú mình bỏ N đi tính toán cho nó dễ ạ. Thế vậy ạ. Ở đây ạ. Bây giờ chúng ta xem thằng nào hết nhá. 0,25 chia cho 1 thì bằng 0,25 này. 0,6 chia cho 3 thì bằng 0,2 này. Được chưa? Vậy ở đây chắc chắn là HNO3 hết. HNO3 hết thì phải tính cho HNO3. Vậy anh này là 0,6. Thì chỗ này là 0,6 nhân 1 chia 3 thì bằng 0,2. Thuận nhân, các cháu nhớ nhé. Thuận nhân hiệu suất. Thuận nhân 0,85. Được chưa? Thế đến đây các cháu tìm được khối lượng không ạ? Rất là dễ thôi đúng không? Mình sẽ có là 0,2 nhân 0,85 là ra được số mol nhé. Của cellulose trinitrat. Được chưa? Ra được số mol của cellulose trinitrate ạ. Ok ạ. Được chưa? Ra được số mol của cellulose trinitrate nhé. Vậy thì hoàn toàn tới đây ạ. Hoàn toàn sau khi ra được số mol của cellulose trinitrate rồi, chúng ta nhân với phân tử khối lên là xong đúng không ạ? Nhân này, nhân phân tử khối này. Ở đây là 12 nhân 6 này. Nhân bằng đơn 12 nhân 6 cộng 7 cộng 32 cộng 62 nhân 3 bằng, đây các cháu thấy không? Bằng 50,49 gam ạ. 50,49 gam ạ. Được chưa?
50,49 gam phải đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. B, bò. Ok, các cháu hiểu bài này không ạ? Bài này tính toán cực kỳ dễ luôn ạ. Bài này tính toán cực kỳ dễ luôn ạ. Các cháu có hiểu bài này không ạ? Nếu hiểu bài thì chấm cái ạ. Còn nếu mà chưa hiểu thì ới một cái ạ. Để chúng mình giảng lại kỹ hơn cho các cháu ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình nhé. Các cháu nhanh tay chia sẻ lại buổi học này về tường, bởi vì đây là buổi học của Ri ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn và cháu vào đây với ạ. Cảm ơn tất cả các cháu nhé. Câu số 7 ạ. Phát biểu sai là. Câu số 7 ạ. Phát biểu sai là. Trong câu số 7 này phát biểu nào sai ạ? Nào, cùng xem này. Câu số 7 phát biểu nào sai ạ? Câu số 7 ạ. Phát biểu sai là. Glucose vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. Cái này hoàn toàn chính xác nhé. Glucose vừa có tính oxy hóa và vừa có tính khử. Cái này hoàn toàn chính xác. Dung dịch glucose 5% dùng để truyền cho bệnh nhân. Ok, đúng không ạ? Đúng ạ, dung dịch glucose 5% là dùng để truyền cho bệnh nhân, chính xác. Trong máu người thì luôn luôn có nồng độ glucose không đổi khoảng 0,1%, chính xác tiếp. Vậy ở dạng mạch vòng glucose có nhóm CHO thì cái này là sai nhá. Vậy sai chúng ta là đáp án D ạ. D sai các cháu nhá. D sai lè luôn. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo nhá. Câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Chọn phát biểu sai ạ. Cả cha xem là câu số 8 là đáp án gì ạ? Chọn phát biểu sai ạ. Cellulose tan tốt trong nước Schweizer. Hoàn toàn chính xác ạ, tan tốt trong nước Schweizer. Glucose bị oxy hóa. Bạc cộng về bạc không. Lúc này bạc cộng thể hiện tính oxy hóa. Được chưa? Bạc cộng thể hiện tính oxy hóa. Vậy glucose thể hiện tính khử. Tính khử thì bị oxy hóa là hoàn toàn chính xác. Đúng luôn. Được chưa? Tiếp tục ạ. Glucose bị khử bởi hydro tạo thành sorbitol. Hydro không thì hydro thể hiện tính khử. Thì glucose thể hiện tính oxy hóa. Tính oxy hóa thì nó bị khử. Hoàn toàn chính xác. Maltose là đồng phân của fructose. Maltose công thức là C12H22O11. Fructose là C6H12O6. Hai thằng này không phải đồng phân nhá. Toàn luôn. Toàn chặt luôn ạ. Được chưa? Vậy ở đây đề bài hỏi chúng ta là phát biểu sai. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 9 ạ. Câu số 9 ạ. Đặc điểm giống nhau giữa tinh bột và cellulose. Đặc điểm giống nhau giữa tinh bột và cellulose là gì ạ? Tinh bột và cellulose đều tan trong nước đúng không ạ? Sai ạ, đúng không? Đều thuộc loại disaccharide sai. Cả hai thằng này đều thuộc polysaccharide chứ không phải là disaccharide nhá. Đều là đồng phân của nhau. Tinh bột C6H10O5. Tất cả N lần nhưng N nó khác. Cellulose N nó khác nhau. N nó nằm ở khoảng khác nhau nên nó không phải là đồng phân của nhau. Đều có phản ứng thủy phân, chính xác ạ. Bọn này đều thủy phân trong môi trường axit nhá. Đều là thủy phân trong môi trường axit. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Đặc điểm giống nhau giữa tinh bột và cellulose là D, đều có phản ứng thủy phân nhá. Rất là dễ dàng luôn. Ok ạ, mình sang câu số 10 ạ. Ok ạ, mình sang câu số 10 ạ. Phân tử khối cellulose nào? Phân tử khối cellulose vào khoảng 1 triệu đến 2,4 triệu số mắt xích trung bình nhất của cellulose là. Thế thì công thức của cellulose là gì trước ạ? Công thức cellulose là C6H10O5 tất cả N lần cả nhà. Được chưa? C6H10O5 tất cả N lần nhá. Thế thì vậy ở đây ạ. Anh này phân tử khối của nó sẽ bằng là 162N. Được chưa? Vậy ở đây 162N trong khoảng mà, vậy lớn hơn 1 triệu. Lớn hơn 1 triệu và nhỏ hơn 2 triệu tư. Nhỏ hơn 2 triệu tư. Vậy suy ra N lớn hơn ạ. 1 triệu chia cho 162 và nhỏ hơn 2 triệu tư chia cho 162. 1 triệu mà chia cho 162 thì bằng bao nhiêu ạ? 1 triệu mà chia cho 162, các cháu bấm máy tính của trung bình vậy ạ. 1 triệu mà chia cho 162 ạ. 1 triệu chia cho 162 thì bằng bao nhiêu đây ạ? 6172 ạ. 6172. Còn 2 triệu tư mà chia cho 162 thì bằng 14814 ạ. 14814. Được chưa ạ? Đấy. 14814. Nhưng anh này là số mắt xích trung bình gần nhất, vậy nó phải nằm ở giữa nhá. Số mắt xích trung bình gần nhất nó phải nằm ở giữa, vậy nó phải lớn hơn 6172, nhỏ hơn 14184. Vậy ở đây trung bình ở đây chúng ta chỉ có gì ạ? Đáp án đúng là đáp án D. Chỉ có thằng nằm giữa vào này thôi ạ.
Được chưa? Các cháu hiểu cách làm bài này không ạ? Các cháu hiểu cách làm bài này không ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình Myelin ạ. À, các cháu hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này cũng như là tất cả các bạn của cháu vào đây ạ. Cảm ơn tất cả các cháu nha. Câu số 11 ạ. Câu số 11. Chất nào sau đây trong phân tử không tạo bởi gốc alpha của glucose ạ? Nào. Chất nào sau đây trong phân tử không tạo bởi gốc alpha của glucose ạ? Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này và đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tất cả các bạn của cháu ở đây ạ. Câu số 11 ạ. Chất nào sau đây trong phân tử không tạo bởi gốc alpha glucose? Được chưa? Saccharose là tạo được bởi từ alpha glu và beta fructose đúng không? Beta fructose. Nhá. Cellulose thì được tạo bởi từ alpha glu rồi. Maltose được tạo bởi từ hai gốc alpha glu. Vậy chỉ có gì thôi ạ? Amylose. Đúng không? Đúng không? Sai ạ. Amylose cũng là tạo bởi alpha glucose. Vậy đây ạ, không tạo bởi gốc là thằng beta cellulose. Cellulose ạ. Bởi vì cellulose được tạo bởi từ beta glucose. Nhá. Vậy không tạo bởi là đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok chưa ạ? Cả nhà hiểu không ạ? Rất là dễ thôi ạ. Cực kỳ dễ dàng và đơn giản luôn nhá. Chúng mình sẽ dạy cực kỳ chậm để cho các cháu, tất cả các cháu đều có thể theo được. Được chưa? Bạn nào muốn đăng ký các khóa học của chúng mình hay là muốn đăng ký sách của chúng mình thì vui lòng inbox cho Nick Vũ Tuấn Minh nhá. Được chưa? Bạn nào muốn đăng ký các khóa học hay là các cái tìm hiểu về các khóa học hay là tìm hiểu về sách của chúng mình thì vui lòng là add chúng mình ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh Mielin ạ. Nào câu số 12 ạ. Câu số 12 ạ. Cho sơ đồ ạ. X, Y, Z thì lần lượt là bọn nào ạ? Cho sơ đồ ạ. X, Y, Z thì lần lượt là bọn nào ạ? Đầu tiên là tinh bột ạ. Tinh bột thì nó thủy phân thì nó sẽ tạo thành glucose. Nhá. Nên X không thể là fructose, không thể là sắt. Được chưa? Glucose mà lên men thì nó sẽ tạo thành alcoholic C2H5OH. Được chưa? Vậy không phải. Đây. Glucose không thể tạo thành anhydride acetic ngay được mà là alcoholic. Và alcoholic thì nó sẽ tạo thành acid acetic, rồi acid acetic mới tạo thành ete. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các cháu nhé. 12 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. À, cái việc mà các cháu comment đáp án cũng như là thay cho một cái lời mà cổ vũ chúng mình nồng nhiệt nhất cũng như là nhiệt tình nhất để chúng mình có thể thực hiện các buổi live tiếp theo dành cho tất cả các cháu ạ. Câu số 13. Câu số 13 đáp án gì ạ các cháu? 13. Trong hai phản ứng sau phát biểu nào đúng ạ? Anh này tác dụng với nước, đây là thủy phân trong môi trường axit thì thu được hai gốc của glucose. Thế thì một thằng mà chỉ thu được hai gốc của glucose thôi, đó là thằng nào ạ? Nó chắc chắn phải là disaccharide. Nó có phải là sắt không? Không ạ. Sắt thì thủy phân thu được gì ạ? Alpha glu và beta fructose. Một thằng thu được hai gốc glucose đó là thằng gì? Maltose nhá. Vậy X là man. Được chưa? X là man. Thế Y là gì ạ? Đây Y thu được glu và fructose, vậy Y chúng ta là sắt nhá. X là man, Y là sắt, vậy X, Y đều tác dụng với AgNO3 trong đợt 3 là sai. Sắt không có tác dụng được với AgNO3 trong đợt 3, các cháu nhớ chưa? Nhá. X, Y đều hòa tan siêu hoạt hai lần, đúng ạ. Bởi vì cả man và sắt thì đều có hoạt đa kề. Và bởi vì hai thằng này đều có hoạt đa kề nên nó đều hòa tan được siêu hoạt hai lần. Được chưa? Vậy đúng ở đây là C nhá. X là sắt là sai ạ. Y là man là sai ạ. Y có phản ứng trắng gương ạ. Sai ạ, sắt không có trắng gương. Ok không ạ? Dễ ợt đúng không ạ? Nào câu 14 ạ. Câu 14 cả nhà cùng bấm máy tính xem đáp án gì ạ? Câu 14 cả nhà cùng bấm máy tính xem đáp án gì ạ? Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình Merlin ạ. À, các cháu hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tất cả các bạn và cháu vào đây ạ. Cảm ơn tất cả các cháu nhé. Câu số 14 ạ. Câu số 14 đáp án gì ạ? 14 này, quá trình tổng hợp tinh bột từ cây xanh theo phản ứng. Vậy đây là tổng hợp tinh bột nhá. Vậy đây là CO2 mà tạo thành tinh bột là C6H10O5, bỏ cái N đi tính toán cho nó dễ. Hiệu suất phản ứng tổng hợp từ tinh bột là 20%, vậy đây là 0,2 này. Được chưa? Đây là 6 và chỗ này phải cần 6 carbon này. Bảo toàn carbon mà. 8,1 gram tinh bột, chúng ta tìm được số mol tinh bột luôn đấy ạ. Chúng ta tìm được số mol tinh bột cho chúng mình bằng bao nhiêu ạ? 8,1 chia cho 162 ạ. 8,1 chia cho 162 thì bằng bao nhiêu mol các cháu? 0,05 mol ạ, 0,05 mol ạ. 0,05 mol. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại số mol CO2, 0,05 nhân 6 chia 1 bằng 0,3, thuận nhân nghịch chia. Vậy chia cho 0,2
0,3 mà chia cho 0,2 thì bằng 1,5 ạ. 0,3 chia 0,2 bằng 1,5. Vậy 1,5 thì hoàn toàn chúng ta tìm được thể tích nhỉ. 1,5 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 33,6 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. 33,6 lít. Đáp án đúng đáp án A. Ok chưa ạ? Cả nhà có hiểu bài không ạ? Rất rất dễ luôn ạ. Đây là những cái phương pháp tính cực kỳ nhanh của chúng mình mà hôm nay chúng mình lộ hàng cho các cháu ạ. Vậy thì tiếc gì một chia sẻ vào về tường cũng như là một chia sẻ vào trong tất cả các nhóm các cháu làm thành viên nhỉ? Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Ok ạ. Nào câu số 15 ạ. Câu số 15 ạ. Từ 2,25 gam glucose có thể điều chế được m gam sorbitol với hiệu suất là 80%. Giá trị của m là glucose là C6H12O6 đúng không? Chúng ta tìm được số mol của glucose bằng 2,25 chia 180 bằng bao nhiêu mol ạ? 0,125 mol nhá. 0,125 mol. Được chưa? Điều chế được m gam sorbitol, đây cộng hydro thì xu được sorbitol là C6H14O6. Được chưa? Hiệu suất là 80%, anh này là 0,8. Vậy ở đây ạ, tỷ lệ 11 0,125 nhân 1 chia 1 cũng bằng 0,125. Thuận nhân ạ, thuận nhân 0,8 nhá. Nhân 0,8 thế là ra số mol nhá. Vậy mình có này 0,125 nhân 0,8 này. Nhân với phân tử khối này. Anh này là 12 nhân 6 cộng 14 cộng 16 nhân 6 bằng 15 gam. Được chưa? Ồ, chỗ này mình bị nhân lỗi rồi. 0,125 nhân 0,8 bằng này. Nhân với mở ngoặc đơn này 12 nhân 6 cộng 14 cộng 16 nhân 6 bằng. Ơ sao vẫn ra 15 nhỉ? 2,25. 2,25 chia 180. Đây, 0,0125 ạ. Chúng mình thiếu một số 0. 0,0125. 0,0125 nhân 0,8 nhân 182 bằng đây ạ, 1,82 gam ạ, 1,82 gam các cháu ạ. Ok ạ, thank you cả nhà đã nhìn ra lỗi bấm nhầm máy tính của chúng mình ạ. 1,82 gam ạ, đáp án đúng là đáp án B bỏ ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã nhiệt tình comment đáp án cũng như là ủng hộ chúng mình ạ. Ok ạ, bạn nào muốn tìm hiểu các khoa học chúng mình thì vui lòng inbox cho Nick Vũ Tuấn Minh nhá. Câu số 16 ạ. Câu số 16 ạ. Lên men A gam glucose. Lên men A gam glucose với hiệu suất là 90%. Thế thì glucose mà lên men hiệu suất 90% thì mình có là C6H12O6. Lên men hiệu suất 90% thì lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong. Đây, hấp thụ hết vào nước vôi trong. Thu được 20 gam kết tủa CaCO3 kết tủa 20 gam. Và khối lượng dung dịch giảm là 6,8 gam. Được chưa? Khối lượng dung dịch giảm vậy là delta M dung dịch. Delta M dung dịch giảm thì nó là bằng âm 6,8. Thì bằng M vào trừ M ra các cháu ạ. Được chưa? Vậy M ra vào ở cái đây là gì ạ? M vào ở cái này là gì ạ? Có cháu nào biết M vào đây là cái gì ạ? M vào đây là cái gì vào dung dịch ạ? À, MCO2 là vào dung dịch. M ra khỏi dung dịch là gì ạ? Là M kết tủa là 20 gram. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được MCO2 nhỉ? Bằng 20 trừ 6,8. 20 trừ đi 6,8 thì bằng bao nhiêu đây ạ? 13,2 gram. Vậy mình tìm được m của CO2 bằng 13,2 gram. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol của CO2 chia 44 bằng 0,3 mol các cháu nhé. Số mol CO2 bằng 0,3 mol. 0,3 mol. Vậy mình suy ngược lại, 0,3 nhân 1 chia 2 bằng 0,15. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,9. 0,15 mà chia 0,9. Thế là mình tìm được số mol của glucose, mình nhân với 180 là mình ra được khối lượng ạ. Bằng 30 gram các cháu nhé. Bằng 30 gram ạ. Ok ạ. Đáp án đúng là đáp án C ạ. Chắc luôn, đúng rồi, ok. Chắc chặt luôn chứ còn chắc chứ gì nữa. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học này ạ. Các cháu có hiểu bài không ạ? Chúng mình giảng cực kỳ chậm để dành cho tất cả các bạn, kể cả các bạn mất gốc cũng có thể hiểu được. Thế nên là rất là mong muốn các cháu có thể test giúp chú Vinh các bạn nào đó bị mất gốc vào trong cái buổi học này ạ. Bởi vì đây là buổi học free ạ. Cảm ơn tất cả các cháu ạ. Nào, câu số 17 ạ. Câu số 17 ạ. Câu số 17, một câu tính toán cực kỳ thú vị luôn ạ. Thể tích HNO3 cần dùng HNO3 cần dùng để tác dụng hoàn toàn. Đây, C6H10O5. Được chưa? Ăn 3HNO3 để tạo thành C6H7O2 NO3 tất cả 3 lần. Được chưa? Hiệu suất ạ. Hiệu suất không có nói. Số mol ạ. 29,7 gam cellulose trinitrat. Đây ạ.
29,7 gam cellulose trinitrat, chúng ta bấm máy tính chúng ta tìm được số mol luôn, bằng 29,7 cho 297 thì bằng 0,1 mol. Vậy ngay tức chúng ta suy ngược lại được số mol H2O3, 0,1 nhân 3 bằng 0,3. Tới đây chúng ta tìm được khối lượng H2O3 nguyên chất. Suy ra khối lượng của H2O3 nguyên chất bằng 0,3 nhân với 63. Ok không ạ? Và từ đây chúng ta tìm được khối lượng của HNO3 dung dịch 96% thì bằng ạ 0,3 nhân 63 chia cho 0,96 bằng bao nhiêu ạ? M dung dịch bằng bao nhiêu ạ? 0,3 nhân 63 chia 0,96 ạ. Nào các trong bấm máy tính nào, 0,3 chia 63 này chia cho 0,3 nhân 63 này chia cho 0,96 này thì bằng bao nhiêu ạ? 19,6875. 19,6875 các cháu nhé. 19,6875. Thế vậy bây giờ D bằng 1,52 gam. Vậy V ạ, V thì bằng M chia D. Mình biết được M rồi, 19,6875 chia D là chia 1,52, chia 1,52 bằng đây ạ, 12,95 ạ. 12,95 ml ạ. 12,95 ml. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok ạ, rất là chính xác ạ. Ok, tiếp cho chú Minh xem câu số 18 đáp án gì không ạ? Nào cả nhà ơi, câu số 18 đáp án gì ạ? Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của cellulose là không đúng ạ? Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của cellulose là không đúng ạ? Ui, những cái câu này rất là dễ luôn ạ. Mình vừa học, mình vừa ôn luôn nhá. Cellulose làm thực phẩm cho con người ạ, có phải không ạ? Không ạ. Làm tơ tự nhiên và nhân tạo là đúng này. Sản xuất giấy đúng này. Nguyên liệu sản xuất alcoholic là đúng. Có ai bao giờ đi gặm gỗ bao giờ không ạ? Chẳng ai bao giờ đi gặm gỗ cả các cháu nhỉ? Vậy thì câu 18 ạ, không đúng là gì ạ? Thực phẩm ạ. Đáp án đúng là đáp án A. Ui, nhiều cháu không biết này. Nhiều cháu không biết là toang này. A cơ ạ. A cơ ạ. Nào câu số 19 nào. 19 nào cả nhà ơi. 19 đáp án gì ạ? 19 đáp án gì ạ? Phát biểu nào dưới đây là chưa chính xác ạ? Câu 19 ạ. Phát biểu nào dưới đây là chưa chính xác ạ? Thủy phân polysaccharide thì chỉ tạo ra nhiều phân tử monosaccharide. Chính xác. Nhá. Không thể thủy phân monosaccharide. Đúng. Tinh bột man glu lần lượt là poly, di và mono. Chính xác. Thủy phân disaccharide sinh ra hai phân tử monosaccharide. Chính xác. Vậy sai đây là nào ạ? Vừa đây chúng ta thầy đọc thì A cũng đúng ạ. Không phải đâu ạ. A, thủy phân polysaccharide có từ chỉ là sai. Bởi vì ạ, đầu tiên nó có thể tạo thành là disaccharide rồi sau đó nó mới chuyển về monosaccharide. Nhá. Vậy thì chưa chính xác của chúng ta nó phải là A. Ok ạ. Ok Man, các cháu hiểu không ạ? Ok Man, các cháu hiểu không ạ? Đấy ạ, cái phần kiến thức về carbohydrate này rất là chắc luôn. Đây là những cái câu mà chúng mình tổng hợp ở bên trong các cái đề thi trung học thông quốc gia các năm, cũng như là ở bên trong tất cả các cái đề hay thi hay đề kiểm tra. Nên các cháu chú ý là làm hết cái đề này để mà trúng với bài kiểm tra trên lớp nhá. Câu số 20 ạ. Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể phản ứng với C-Watt Island ở điều kiện thích hợp ạ? Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể phản ứng với C-Watt Island ở điều kiện thích hợp? Thế thì C-Watt Island là một bazơ đúng không? Acid acetic có bởi vì nó là acid. Saccharose có bởi vì nó là có OH đa kề. Anhydride formic có bởi vì nó có chó. Maltose có bởi vì có OH đa kề. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Đáp án B, loại hồ tinh bột là không ăn được. C cũng hồ tinh bột. D, loại cellulose. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Đấy không? Dễ ờn ợt luôn ạ. Cực kỳ dễ dàng luôn ạ. Đấy, chúng ta xong câu số 20 nhá. Chúng ta sang câu tiếp theo ạ, câu số 21 ạ. Chú Minh giảng từ nãy giờ các cháu có hiểu bài không ạ? Nếu hiểu bài thì hãy chấm ạ. Ok, hãy nếu mà chưa hiểu bài thì hãy like ạ. Cảm ơn tất cả các cháu ngày hôm nay đã theo dõi buổi học cùng với chú Minh Berlin ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tag tất cả các bạn các cháu vào đây vậy ạ. Cảm ơn tất cả các cháu nhá. Câu số 21 ạ. Nào 21 đáp án gì ạ? 21 đáp án gì ạ? Có các cặp dung dịch sau được trong các bình riêng biệt bất nhãn. Dùng dung dịch AgNO3 trong NO3 để phân biệt những cặp dung dịch nào? Có nghĩa là thằng nào phản ứng, thằng nào không? Có nghĩa để phân biệt được thì bên trong cái cặp đấy phải có một thằng phản ứng và một thằng không nhá. Thế thì glucose có phản ứng AgNO3 trong NO3 và fructose cũng có. Được chưa? Vậy loại glu có xác không? Được. Man có xác không? Được. Fructose có, man có, loại glu có, gly không? Được. Vậy ở đây chúng ta sử dụng cái thằng này để phân biệt được 2, 3, 5 nhá. 2, 3, 5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 2, 3 và 5. Bây giờ sang toàn lý thuyết thôi ạ.
toàn lý thuyết dễ ẩn ợt luôn. Các cháu cùng comment đáp án của chúng mình nhá, cùng comment đáp án xuống dưới cùng chúng mình ạ. Câu 2 đáp án gì ạ? 22 theo các cháu nghĩ là đáp án gì ạ? Chúng ta làm những câu cực kỳ chắc, cực kỳ chất để chúng ta ôn thi cho nó chuẩn nhá. À, quyết tâm vì một kỳ thi trung học quốc gia thành công nhá. Câu số 22 ạ. Cho các hóa chất sau hãy cho biết những hóa chất nào tác dụng được với sen. Cho biết những hóa chất nào tác dụng được với sen ạ. H2O3 đặc trong H2O4 đặc là có. Được chưa? Sen thì không tác dụng được với hydro trong niken, được chưa? CH2 lần trong NH3 thì sen bị hòa tan trong CH2 lần trong môi trường NH3 và đây là nước Schweizer. Có. Đây là dung dịch CH2 có. AgNO3 trong NH3 thì sen không tác dụng nhá. CH3CO tất cả hai lần O là có, được chưa? Vậy ở đây này. 1 3 4, được chưa? 1 3 4 nhá. 1 3 4 thế thì 1 3 4 không có 5 rồi. Vậy là 1 3 4 6, được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Ok ạ. Các cháu hiểu không ạ? Dễ hơn ợt đúng không ạ? Quá dễ luôn, làm gì có cái nào dễ hơn thế nữa. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học của Ri ạ. Và giúp chúng mình tất cả các bạn vào đây vậy ạ. Cái chỗ này là đang bị cái trang này bị in lộn các cháu ạ. Đây là câu 22 nhá. Thì đây là câu 23, đây là bị in lộn một chút ạ. Đây mình chuyển sang đây đây chúng mình ấy luôn câu 23, câu 31 đây ạ. Đây chỗ này bị in lộn một chút nhá. Câu 31 bảng dưới đây ghi là hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau của dung dịch XYZT. XYZT lần lượt là, để các cháu nhìn kỹ nhá. X thì có kết tủa bạc. Đây nhìn này. Trong dãy XYZT này thì có Y là không có kết tủa bạc thôi, còn XZT đều có nhá. Vậy mình nhìn này, trong dãy này này. Sen không có kết tủa bạc, xác không có kết tủa bạc, xác không có kết tủa bạc, glucose có kết tủa bạc, vứt. Được chưa? Còn tất cả đều có kết tủa bạc thì ở đây ạ, group có, glu có, xác không, vứt. Man có, group có, glu có. Glu có, group có, man có, vậy loại được AC rồi. Tiếp tục là chúng ta nhìn B ạ, nhìn tiếp theo dung dịch nước brom nhá. Thì X là mất màu, T là mất màu, được chưa? Dung dịch nước brom X là mất màu, man mất màu, glu mất màu, glu mất màu, man mất màu. Không nói đây là được điều gì. Cuối cùng ạ, X không bị thủy phân, Z không bị thủy phân, được chưa? X không bị thủy phân, man bị thủy phân, loại luôn ạ. Vậy X không bị thủy phân ở đây chỉ có là glucose không bị thủy phân ạ, và fructose cũng không bị thủy phân ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D các cháu nhé. D ạ, rất là dễ ạ. Ok ạ, câu số 32 trong đề thi Trung học thông quốc gia năm 2013. Câu số 32 trong đề thi Trung học thông quốc gia năm 2013. Trong các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Trong các phát biểu sau, có phải các cháu sợ nhất những câu như này không? Có phải các cháu sợ nhất những câu như này không? Yên tâm ạ, có chúng mình đây rồi, không có gì phải sợ hết ạ. Nhá, nhìn này. Hydro hóa hoàn toàn glucose tạo thành axit gluconic là sai. Nó phải tạo thành là sorbitol, các cháu nhớ chưa? Vứt nha. Ở điều kiện thường thì glucose và xác đều là những chất rắn dễ tan trong nước, chính xác. Cellulose trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo. Sai ạ. Thằng này chỉ là nguyên liệu chỉ để chế tạo thuốc súng không khói thôi, chứ tơ nhân tạo là sai. Amylopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết alpha 1,4 glycosid là sai. Amylopectin thì ngoài 1,4 thì còn có cả 1,6 nhá. Được chưa? Xác bị hóa đen trong H2O4 đặc, đúng. Trong công nghiệp dược phẩm, xác được dùng để pha chế thuốc, chính xác. Vậy trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là, các cháu nhìn nhá. Đây ạ, B là 1, E là 2, G là 3. Vậy chúng ta sẽ có 3 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ 3 phát biểu đúng ạ. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chúng mình Mielin ạ. Hãy giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn về mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ, để chúng mình độ hóa. Câu số 33 đề 2011 ạ, khối B ạ. Cho các phát biểu sau. Đây ạ. Số phát biểu đúng là, đề bài hỏi là số phát biểu đúng nhá. Để các cháu cùng xem là trong này có những phát biểu nào đúng. Glu và xác đều là chất rắn vị ngọt dễ tan trong nước, đúng. Tinh bột và sen đều là polysaccharide, đúng. Trong dung dịch glu và xác đều hòa tan CH2 lần tạo phức chất màu xanh lam, đúng. A, B, C đều đúng rồi. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và xác trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccharide duy nhất. Tinh bột thủy phân thì mình chỉ thu được alpha glucose, xác thủy phân thì thu được alpha glu và beta fructose. Chính vì vậy nên chỉ thu được một loại là sai.
Khi đun nóng glucose hoặc fructose với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được bạc, chính xác. Glu và xác thì đều tác dụng được với hydro để tạo thành sorbitol, sai, xác không tác dụng được với hydro ạ. Vậy ở đây số phát biểu đúng là mình ạ, gì ạ? A, B, C, E. Chúng ta có tổng cộng 4 phát biểu đúng nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ, 4 phát biểu đúng. 34 ạ. Úi dồi ôi, câu 34 ạ, cũng hỏi số phát biểu đúng ạ. Theo các cháu nghĩ câu 34 thì đáp án đúng là đáp án gì ạ? Bao nhiêu phát biểu đúng ạ? 34 ạ, cùng comment chúng mình xem ạ. 34 có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Xem nào, bao nhiêu cháu biết ạ? 34 ạ. 34. 34 căng đấy nhờ. À, cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là có thể dùng nước brom để phân biệt glu và fructose. À, glucose thì làm mất màu nước brom, còn fructose thì không. Đúng. Trong môi trường axit thì glu và fructose có thể chuyển hóa lẫn nhau. Sai ạ. Trong môi trường kiềm thì fructose chuyển hóa thành glu. Có thể phân biệt glu và fructose bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 không ạ? Cả hai thằng này đều đớp AgNO3 trong NH3 như gì ạ? À, trong dịch glucose và fructose đều hòa tan siêu phát hai lần ở nhiệt độ thường trong dịch màu xanh lam, cái này chính xác. Trong dung dịch thì fructose tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở. Sai ạ, chủ yếu tồn tại dạng mạch vòng cơ. Vứt ạ. À, trong dung dịch thì glucose tồn tại chủ yếu dạng mạch vòng 6 cạnh, dạng alpha và beta. Cái này chính xác. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta có này, số phát biểu đúng là A là 1, D là 2, G là 3. Chúng ta có tổng cộng là 3 phát biểu đúng nhá. 3 phát biểu đúng, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ đây, làm những cái câu này rất là căng thẳng luôn nhá. Học với chú Minh thì chúng ta phải làm được những cái câu này các cháu ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tác tất cả các bạn và cháu vào đây và chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 2 bạn. Đun nóng argon saccharose. À, nhớ không quên đặt xem trước fanpage của chú Minh và click nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi chú Minh live stream nhá. Đun nóng argon saccharose C12H22O11 trong dịch axit. Đun nóng nó thì thu được hai thằng C6H12O6. Được chưa? Argon ở số ngoan này là A chia cho 342. Được chưa? Thế thì hiệu suất của phản ứng thủy phân, thế thì giả sử là thủy phân hết bọn này đi. Được chưa? Thôi bây giờ tính toán thế này cho dễ. Đây là A chia 342 nhá, giả sử thủy phân hết bọn này thì nó sẽ là 2A chia 342. Được chưa? 2A chia 342. Thế mà đây là C6H12O6, ta có là một anh C6H12O6 thì tráng cho mình hai anh bạc. Theo chỗ này là 2A chia 342 thì nó sẽ tráng cho mình là 4A chia 342 bạc. Nhưng thực tế chỉ tráng được A gam bạc. Thực tế nhá, thực tế thì chỉ là A chia 108. Vậy đến đây mình tìm được hiệu suất. Hiệu suất phản ứng bằng A chia 108 chia 4A chia 342. Được không ạ? A chia 108 là 1 chia 108. 1 chia 108 chia 4 chia 342 bằng nhân 100%. Đây ạ. Kết quả chúng ta bằng 79,166. 79,166 thì tương đương với lại 79,2%. 79,2% phải đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta phải đáp án D các cháu ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình Mielin ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tất cả các bạn và cháu ở đây vậy ạ. Bạn nào mà muốn đăng ký mua sách cũng như là đăng ký các khóa học của chúng mình thì vui lòng inbox cho Nick Vũ Tuấn Minh vậy ạ. Câu số 24 ạ. 24 để ối đứa chết luôn. 24 này thề ối đứa chết. Nào các cháu thử xem ra đáp án gì ạ. 24 căng thẳng lắm. 24 này ối bạn toang luôn. Đố biết là bao nhiêu luôn. Đố biết là bao nhiêu luôn. Co ven đúng luôn chẳng nào. 24 ạ. Cho sơ đồ phản ứng sau ạ. Cho sơ đồ sau ạ. Số phản ứng được xúc tác bởi enzyme ạ. Tinh bột thành glucose là chắc chắn là có enzyme rồi. Glucose thành ethanol chắc chắn là có enzyme nữa. Ethanol thành axit chắc chắn là enzyme nữa. Nhưng mà axit thành ethyl acetate chỉ cần axit thôi. Đúng chưa? Đun nóng thôi. Vậy đây mình có là 1, 2, 3. Mình có 3 phản ứng có sự xúc tác bởi enzyme. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu số 25. Câu số 25 ạ. 25 đáp án gì ạ? Cho dãy chuyển hóa sau các chất XY có thể là X tạo thành tinh bột,
Một chất mà tạo thành tinh bột thì nó chỉ có thể là CO2 thôi. CO2 tạo thành tinh bột. Tinh bột tạo thành glucose. Và glucose thì quay ngược trở lại là C2H5OH các cháu nhá. Được chưa? Vậy x của chúng ta là CO2, còn y chúng ta là C2H5OH nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Rất dễ dàng luôn. Rất dễ dàng đơn giản luôn ạ. Đây này, sang câu 26 này. Một câu tính toán cực kỳ thú vị luôn này. Câu 26, một câu tính toán cực kỳ thú vị ạ. Các cháu cùng lấy máy tính là tính với chú Minh xem là đáp án câu 26 là đáp án gì ạ. 26 ạ. 200 g nhé. 200 g dung dịch chứa glucose. Tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư. Khối lượng bạc sinh ra. Vậy ở đây mình đặt số mol bạc là A, mình có bảo toàn electron. Mình có bạc là nhiều một E này, 1 nhân A thì bằng nitơ dương 5 về nitơ dương 4 là 1 nhân số mol NO2. Được chưa? Bằng 0,2. Vậy A bằng 0,2. Ok chưa? Vậy bạc bằng 0,2 nhé. Mặt khác chúng mình lại có này. Một glucose, một C6H12O6 thì phải trắng hai bạc không? Số mol bạc là 0,2, vậy suy ra số mol glucose 0,2 nhân 1 chia 2 bằng 0,1 đâu. Số mol glucose bằng 0,1. Số mol glucose bằng 0,1, vậy khối lượng của nó bằng 0,1 nhân 180 bằng, đây là nguyên chất, chia cho 200 gram. Thế ra được phần trăm ạ, 0,09 nhân 100. Thì chúng ta được là 9% các cháu ạ. 9% các cháu nhé. 9% vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Vậy C phần trăm của glucose ban đầu trong dịch theo lý thuyết là B, bỏ 9%. Ok, rất dễ bạn nhá. Cực kỳ dễ dàng nếu mà có chú Bình ạ. Câu 27 nào. 27 các cháu chọn đáp án gì ạ? Có thể tổng hợp ancolytic theo sơ đồ sau này. Tính thể tích CO2 sinh ra kèm theo sự tạo thành ancolytic. Nếu CO2 lúc đầu dùng tương đây tinh bột, xem nhá. Tinh bột chú Bình ký hiệu là C6H10O5 thì nó tạo thành hai gốc CO2, hai khí CO2. Phương trình dạy rồi, ở bên trong cuốn sách này ghi rồi. Được chưa? 162 gam tinh bột chúng ta tìm được số mol tinh bột luôn, bằng 162 mà chia cho 162 thì bằng 1. Hiệu suất mỗi quá trình ở đây có hai quá trình. Hiệu suất của mỗi quá trình vậy đây là 0,75. Có hai quá trình là 0,75 nhân 0,75 luôn. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được này. 1 nhân 2 bằng 2, 2 nhân với lại 0,75 bình. 0,75 nhân 0,75 bằng 0,5625. Được chưa? Ở đâu hiệu suất mỗi quá trình là 75 và 80, đây là 0,8 ạ, chúng mình nhân nhầm ạ. 0,75 nhân 0,8 bằng 0,6 được. Vậy số mol CO2 bằng 0,6 nhân 2 bằng nhân 2,4 thì bằng bao nhiêu mol ạ? 26,88 lít ạ. 26,88 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D cả nhà nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình Berlin ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tất cả các bạn các cháu ở đây ạ. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các cháu nha. Nào mình sang câu tiếp ạ. Câu số 28. Câu số 28. Cho m gam glucose lên men hóa thành ancolytic. M gam glucose C6H12O6 lên men thành ancolytic C2H5 OH cộng 2 lần CO2. Được chưa? Hiệu suất 72% đây rồi. 0,72. Hấp thụ hoàn toàn lượng CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong CaOH 2 lần thì thu được 20 gram kết tủa CaCO3. 20 gram. Vậy nó là 0,2 mol. Tách kết tủa đun nóng dung dịch, đun nóng dung dịch mà thu được thêm 10 gram kết tủa nữa, vậy điều này chứng tỏ dung dịch chúng ta có CaHCO3 2 lần. Đun nóng lên mình thu được CaCO3 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O, các cháu hiểu chưa? 10 gram kết tủa nữa vì mình có là 10 chia cho 100 thì bằng 0,1. 0,1 nhá, vậy hoàn toàn chúng ta suy ngược lại anh này bằng 0,1 nhân 1 chia 1 bằng 0,1. Tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, 0,1 nhân 2 cộng 0,2 thì bằng 0,4. Vậy mình ra được số mol CO2 là 0,4. Với số mol CO2 là 0,4 thì mình suy ngược lại được, mình có 0,4 nhân 1 chia 2 bằng 0,2. Thuận nhân nghịch chia hiệu suất 0,2 chia 0,72. 0,2 chia 0,72 bằng ạ. Được chưa ạ? Được bao nhiêu nhân 180 bằng ạ? 50 gram nhá. 50 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B,
bỏ 50 g, rất dễ luôn, cực kỳ dễ dàng và đơn giản, đúng không ạ? Câu số 29 ạ. Câu số 29 ạ. Thực hiện phản ứng chuyển hóa argam tinh bột thành ethanol, tinh bột C6H10O5 thành ethanol và CO2. Được chưa? CO2 sinh ra hấp thụ hết trong vung dung dịch nước vôi trong dư thì thu được argam kết tủa CaCO3. Argam ở số mol là 0,01A. Do CaOH lần dư nên số mol kết tủa CaCO3 chính bằng số mol CO2 0,01A. 0,01A. Vậy ngay lập tức chúng ta tìm được số mol của tinh bột luôn là bằng 0,01A nhân 1 chia 2. 0,01A chia 2 ra được số mol nhá. Được chưa? Đây là số mol. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của tinh bột thực tế thì bằng 0,005A nhân 180. Được chưa? 0,005, 0,005 nhân 180. Được chưa? Thế thì hiệu suất là A gam tinh bột, vậy là chia cho A thì bằng ạ nhân 100 ạ 90% ạ. Cả nhà nhìn nó chưa? 90%. Được chưa? Vậy ở đây ạ, hiệu suất của phản ứng chuyển hóa để chúng mình nhân lại xem đúng không? 0,01, 0,01A, 0,01 nhân 1 chia 2. Được rồi, đây là thực tế ạ. 0,01 chia 2 nhân à nhân đây là nhân 162 ạ. Chúng mình ấn nhầm ạ. Nhân 162 chia cho 1 ạ. 81% các cháu ạ. 81% ạ. Vừa nãy chúng mình ấn nhầm máy tính ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 30 ạ. Cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà có hiểu bài không ạ? Nếu hiểu bài thì chấm cái để chúng mình biết vậy ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Cả nhà hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, và đây là buổi học free ạ. 3,15 tấn glucose nhá, 3,15 tấn glucose C6H12O6 chứa 25% tạp chất, vậy khối lượng của nó là bằng 3,15 này nhân 0,75 này, được chưa? Chia 180 này bằng này, số mol là bằng đây 0,013125. Được chưa? Điều chế ancol nitrilic C2H5OH ra được hai cháu này, hao hụt mất 20%. Vậy hiệu suất của chúng ta là 80,08 ạ. Vậy chỗ này sẽ là 0, chỗ này là bằng 0,013125 nhân 2 thuận nhân hiệu suất nữa là nhân 0,8 nữa. Được chưa? Nhân 2 nhân 0,8 ạ. Được chưa? Khối lượng ancol là nhân 46 bằng ạ 0,966 tấn ạ, 0,966 tấn ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ.